Nhà cô nằm ở trên cái đồi cao à. Nó nhỏ vậy. Yên ắng hẳn các bạn ơi. Chỉ còn nghe tiếng ve thôi. Hồi lúc ở ngoài đầu đường thì nghe tiếng xe chạy ồn ào, nhưng mà vô đây ngôi làng này là im ắng lắm. Đây thì là hàng ớt. Cũng quanh co khắp khỉu ấy. Cây hồng trước nhà. Những chú chó chào đón chúng ta. Ở trong đây là trồng đào và mận là chủ yếu, nổi tiếng luôn đó các bạn. Đây, em chó này ngoan quá. Em rất ngoan, em không sủa. Chào con. Chào con nha, ngoan lắm. Ok. Wow, khóm trúc. Chuồng bò. Vàng bí. Đây. Đây là cây ốc chó rồi các bạn ơi. Cây ốc chó. Có cái trái rồi nè. Wow. Cái ốc chó gì đó. Không là nó khô lại. Thì nó sẽ lũng xuống đây. Trái nhiều quá đó. Wow, lủng lẳng luôn nè. Đây nó chuẩn bị khô vỏ lại rồi đó bà. Đây hàng rào. Ô, nhà cô đã ở đây rồi. Đây là hàng rào nhà cô, giống hàng rào dưới quê mình không? Cũng là hàng rào bằng những trồng những cái cây đó làm hàng rào. Cũng rất là đơn sơ, giản dị.
rất là mộc mạc các bạn. Nhà cô đây rất là mát, từ nãy giờ ở ngoài kia nó nóng mà vô khu nhà cô là mát lắm. Có cây to ở trước nhà. Mình sẽ đi một vòng nhà cô nha. Hàng cà chua đẹp quá. Đẹp quá. À yêu ơi vô gì đi. À đi. Yêu bơ yêu. Có mà này, có mà có mà. Chết sao. À y y mô y gì chip ấy sợ mà. Y có in nào? In nào, y có ít sợ. Y có. In nào. Còn mua bạc còn. Nè. Không kể được chút gọi. À đi. Ít sợ tay tay rồi, tết sợ rồi. Tết sợ rồi. Mình sẽ mua một cái giá nào. Oh, no 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 no. Wow. 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 Imo, imo mình một cơ. Tết sợ rồi. Một sao. Wow. Wow wow wow, nguyên một vàng cà chua các bạn ơi. Wow, rực rỡ luôn. Rực rỡ tháng 8. Đẹp quá à. Như trồng là để làm cảnh hay sao các bạn ơi, không ăn. Chín đỏ rực và nó có nhiều quả bị thối luôn á. Giống như trồng để làm hàng rào luôn á. Wow, đẹp quá. Wow. Rồi. À, thích quá. Trái triểu triểu luôn. Con vừa không được rồi. Lỡ hư hả? Thôi đi. Đây là cây đào long này.
xung xuê luôn. Nhiều. Ở đây cô cô nuôi bò nên cô bón phân bò nhiều, vừa tốt mà vừa rất là về lấy sạch. Ôi ôi cây này nè, cái bê nè, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Bê quá. Bê quá đi. Đấy, chi chích về đây. Đã quá đi. Đi, cây táo nè các bạn ơi. Wow, nhà cô có một cây táo. Sai trái quá. Wow, cao vút luôn. Cây đào thì hình như hết trái rồi. Trong đây có cây đào nè. Ồ, đây còn sót lại, cô đại cô chừa lại một cây đào là trơn nè. Đẹp quá. Giờ là sắp qua mùa đào rồi. Cái này à, chùm chùm luôn nè. Chùm chùm luôn các bạn ơi. Quá chừng luôn. Cái này sai trái quá. Ôi. Thích quá đi. Chắc cô để lại cây này mới còn đó. Cái cây vòng xung quanh là cô hái cái trái hết rồi. Sụp hố. Sụp hố. Wow. Wow. Thích quá.
À, gốc này còn cũng nhiều này. Các bạn ơi, thì đây là quà của cô cho mình nè, nhiều lắm luôn á. Cô chở mình về tới tận nhà luôn. Rồi, đây là bộ ngũ cốc nè. Bộ ngũ cốc này cô trồng đậu, rồi xong rồi cô đem đậu nó ra ngoài tiệm xay. Rồi kim chi này cũng nhà cô làm luôn á. Cải thảo là cô trồng, xong rồi cô làm hành nữa. Rồi khoai tây, khoai tây này cô cũng trồng luôn. Và đào một thùng hơn chục ký đó bạn. Cái thùng này hơn chục ký nè, tại vì cái này tràn lên luôn mà. Còn nếu mà lưng lưng đó thì chục ký đó. Quá đã chưa. Đây nè, đây là đào trơn chua giòn ngọt. Đào này đào lông, bên trong gọt ra thì nó có màu trắng và nó có gân màu hồng, nhưng mà nó càng chín thì nó cái màu hồng nó càng nhiều lên, ăn cũng giòn và ngọt, ít chua hơn. Và cái đào này gọi là mình tạm đặt cho nó cái tên là đào lông mỡ gà, tại vì khi gọt ra bên trong nó màu vàng như cái mỡ gà vậy đó. Nói về cô thì cô là một người cực kỳ tốt bụng luôn, cho lúc nào cũng nghĩ cho người khác thôi. Mình thấy cái cô quá trời đào, mình nói là cô ơi, khi nào con rảnh thì con qua con phụ cô hái nha. Cô nói thôi không cần đâu, mệt lắm, đừng có phụ, đừng có đi phụ như vậy mệt lắm. Là trong kia công ty mệt rồi. Lúc nào cũng nghĩ cho hơn người khác hết các bạn ơi. Lúc mà mình cô làm đây nè, là mình thường xuyên luôn được cô đem đồ cho tới cho. Khi cái này khi cái khác, nhà có gì là khách đem đi cho. Còn có bữa thì còn khách mua cá gạo em cho nữa. Trời, mình cảm động lắm. Mặc dù nghỉ làm ở công ty này chắc cũng khoảng 2 năm rồi đó, nhưng mà vẫn giữ liên lạc tới giờ. Cô cũng lâu lâu thỉnh thoảng là đem đồ đến cho mọi người trong công ty nè. Hôm rồi thì mình đi trong ngoài đường gặp, vô tình gặp cô. Tại cô kêu là qua nhà cô chơi. Cái là mình nói dạ, nhưng mà bữa đó mình chưa có đi được, nên hôm nay tranh thủ mình đi. Cuối cùng thì sắp về một đống quà luôn. Xin cảm ơn cô rất nhiều. Nhờ cô mà mình mới có dịp lên đây khoe với các bạn là mình được cô cho quá trời quà như vậy đó. Mình cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem clip ủng hộ kênh Nghi Nguyễn Channel từ trước tới giờ, cũng như là sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của Nghi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những dịp khác. Bye bye và tạm biệt. Và hẹn gặp lại các bạn nha.